chào anh chị. Trong video này em xin phép giới thiệu tới anh chị tính năng mới cho phép lấy hóa đơn đầu ra từ Misa Minvoice xử lý hóa đơn về Misa SME để hạch toán. Hiện nay với các doanh nghiệp đang đồng thời sử dụng phần mềm kế toán Misa SME và Misa Minvoice phát hành hóa đơn thì người dùng đã có thể lập và phát hành hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán. Hoặc người dùng có thể phát hành hóa đơn trên Mi Invoice và lấy xuống Misa SME để hạch toán nhanh chóng. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp đang sử dụng Misa SME cùng với phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp khác, kế toán phải mất nhiều thời gian công sức để nhập liệu thủ công từng hóa đơn hoặc nhập khẩu từ Excel vào phần mềm. Để giải quyết khó khăn này, Misa Minvoice xử lý hóa đơn đã cho phép người dùng quản lý được hóa đơn đầu ra của các nhà cung cấp khác như Thái Sơn, Viettel, VNPT bằng cách kết nối với hệ thống tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế và tự động tải về các hóa đơn mới nhất hoặc tải file XML lên hệ thống. Và thông qua việc kết nối với Misa Minvoice xử lý hóa đơn thì phần mềm Misa SME 2022 sẽ giúp anh chị lấy được hóa đơn đầu ra về để hạch toán, kê khai và quản lý hóa đơn đã kê khai. Điều này giúp cho công tác kế toán được thực hiện nhanh chóng, chính xác, tránh kê khai trùng hoặc thiếu hóa đơn. Chi tiết trên phần mềm như sau. Tại phân hệ bán hàng, sau khi kết nối với Misa Minvoice xử lý hóa đơn, anh chị có thể hạch toán nhanh chứng từ tương ứng với từng loại hóa đơn trên danh sách hóa đơn trả về. Cụ thể là lập chứng từ bán hàng, lập hóa đơn với các loại hóa đơn như hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hay lập phiếu xuất kho, lập chứng từ chuyển kho tương ứng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Anh chị lưu ý, tại lần đầu tiên kết nối Misa SME với Misa Minvoice xử lý hóa đơn, anh chị cần chọn chức năng lấy dữ liệu từ Misa Minvoice xử lý hóa đơn để có thể cập nhật danh sách hóa đơn đầu ra về phần mềm. Như vậy, với việc đáp ứng hạch toán cho các hóa đơn đã phát hành từ phần mềm của nhà cung cấp khác, Misa SME 2022 sẽ giúp kế toán tiết kiệm tối đa thời gian công sức nhập liệu, thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý hóa đơn xuất bán tại các doanh nghiệp và đơn vị. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị thực hiện thành công!